Đúng, nhà ở là ở gần nhà thờ Đức Bà á chú. Còn nhà mà bán đồ á thì là nhà trên kia, xong rồi mẹ con cứ đi lên trên đó, còn con là con cứ ở nhà dưới đây. Tại vì lúc mới quen chồng con, xong rồi mỗi lần con thấy mẹ con lẩn trốn. Tại vì con không có biết cách xã giao, không biết cách giao tiếp với người lớn á, nên mình sợ, nhưng mà cái tốt nhất là mình nên trốn đi cho nó. Nhưng mà sau này cái chị cứ gẹo hoài nói, hồi đó là cô tắm trong quà thề chui ra, mà bây giờ chắc là trong quà dưa hấu chui ra. À, con về con làm dâu con lên 45 kg. Con tính phấn đấu bằng mẹ chồng luôn hả? Hồi đó mẹ con cũng không mập vậy đâu. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi hai mẹ chồng cùng lên ký một lúc luôn hả? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, và bây giờ ta sẽ bắt đầu trò chuyện với mẹ chồng nàng dâu nha. À, xin chào gia đình. Dạ, chào chồng, chú. Mẹ dạ, chồng nàng chào dâu. Chào cô. Dạ. Chị. Chào chú Quyền Linh với dạ. Bé Lên ạ. Dạ. Bây giờ xin mời chị giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ. Chị tên là Đinh Bích Liên. Dạ. À, năm nay 56 tuổi, chị ở 18 Phó Đức Chính quận 1. Chị kinh doanh đồ phụ tùng xe hơi. À. À. Rồi chị có mấy con dâu? Chị có hai con dâu, một con rể. Này dâu lớn hay dâu nhỏ? Này dâu lớn. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình nè. Dạ, con tên là Dương Thị Ngọc Mỹ. Hiện tại thì con có hai bé, là một bé trai với một bé gái rồi. Dạ, con đang ở chung với mẹ. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, làm dâu khoảng 10 năm. Dạ, 10 năm luôn. Dạ. Khoảng 10 năm luôn á hả? Bây giờ mình quay ngược về 10 năm đi. Lúc đó đầu tiên chị gặp con dâu này chị thấy sao? Mới gặp thì thấy tại vì từ đó giờ suy nghĩ của chị là giống như là mình đặt đâu ngồi đó, nhưng mà tự nhiên bất ngờ bữa đi làm về thấy cháu tới là đang dọn dẹp nhà cửa. Thì thấy cũng như là dễ thương, cũng thấy hài lòng. Rồi cũng hỏi thăm, hỏi về gia đình, về cháu này nọ thì thấy cũng rất là dễ thương. Thành ra là cũng chấm là để tìm hiểu. Ủa không hỏi ủa đâu rồi tới dọn dẹp nhà cửa tôi vậy? Ủa nhưng mà trước khi mà con trai chị lấy vợ có quen ai không, là chị có muốn cho nó lấy ai không? Có nhiều lắm, nó quen thì rất là nhiều, nhưng mà quen Mỹ nè, nó cầm cái điện thoại nó đưa cái hình Mỹ, nó nói mẹ coi bé này được không, cái chị mới nói là thôi mẹ không có quan tâm, con quen giờ 100 đứa mẹ cũng không quan tâm, chừng nào mẹ cưới á mới là con dâu của mẹ. Là trong đầu chị là lúc nào cũng muốn là tự mình kiếm dâu chứ mình không cho tự quen, đó là tụi nó giấu nó mình không biết, nó còn giấu. Tới chừng mà về đột ngột thì thấy là dọn nhà đó là thấy là cô tắm trong quà thầy đó. À, là lúc đó là cũng thấy được hả cô hả? Thấy được rồi. Dọn nhà đó. Cái đó là mình vô tình mình làm thiệt chứ không phải là mình cố tình mình diễn. vô tình bữa đó chị về thì mấy cô con dâu mà chuẩn bị nhà chồng mình giả bộ mình vô mình lau nhà. Vô tình bữa đó chị về sớm mới gặp. Đúng, nhà ở là ở gần nhà thờ Đức Bà á chú. Còn nhà mà bán đồ á thì là nhà trên kia, xong rồi mẹ con cứ đi lên trên đó, còn con là con cứ ở nhà dưới đây. Tại vì lúc mới quen chồng con, xong rồi mỗi lần con thấy mẹ con lẩn trốn. Tại vì con không có biết cách xã giao, không biết cách giao tiếp với người lớn á, nên mình sợ, như là cái tốt nhất là mình nên trốn đi cho nó. Trốn hoài vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Trốn bao nhiêu lâu thì mới xuất hiện gặp trốn mẹ mấy con? Tháng rồi mẹ hả? Chắc 2 tháng quá. 2 tháng. Dạ, là cái bữa đang dọn nhà mới tình cờ phát hiện. Bữa đó trời mưa mà không biết sao cái nhà bị nước xuống quá trời luôn, xong rồi con phải đứng trời mưa mà con phải hốt nước vô ấy, tự nhiên cái lúc đó mẹ về giật mình đúng không? Dạ đúng rồi, giật mình. Bây giờ sao? Là lúc đó là lần đầu tiên gặp mẹ hả chị hả? Mà lần đầu tiên á thì là em vô em kiếm chồng bây giờ á thì cũng có gặp mẹ rồi, nhưng mà mẹ nhìn kiểu mẹ khó cho nên là từ đó là trốn đâu có dám. Rồi cái lần tiếp xúc lần thứ hai đó là thấy làm sao? Là bắt đầu mẹ mới qua mẹ nói chuyện. Lúc đó mẹ đi về mẹ thấy mẹ nói con là gì? Thì trong đầu suy nghĩ là giống như là nhà mình, cảm giác đó mình nghĩ giống như là có nhà mình tự nhiên có cô tắm ở trong quà thì chui ra. Nhưng mà sau này cái chị cứ gẹo hoài nói, hồi đó là cô tắm trong quà thì chui ra, mà bây giờ chắc là trong quà dưa hấu chui ra. Hồi xưa có gọn dễ thương lắm. Con về con làm dâu con lên 45 kg. Trời. Con tính phấn đấu bằng mẹ chồng luôn hả? Hồi đó mẹ con cũng không mập vậy đâu. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi hai mẹ chồng cùng lên ký một lúc luôn hả? Dạ đúng rồi. Mẹ mập lên là tại con. Tại vì mỗi lần ăn uống gì cái đi ngang cái mẹ ăn thử đi ngon lắm, mẹ ăn thử đi ngon lắm. Bởi vì con mà mẹ lên tới mấy chục ký á. Như vậy là chị nấu ăn hả? Hay là mua đồ ăn? Dạ mua đồ ăn. Cứ cái này lạ kia lạ cứ kêu mẹ thử. Nó lên cân mình không ấy còn kéo mình thêm. Đúng rồi. Thôi vậy cũng được, đồng điệu. Hai mẹ con rồi giống như là cùng màu cùng chất với nhau luôn. Rất là hợp nha, hai người rất là giống nhau luôn á. Khách nào mua hàng là nói mẹ con ruột, không ai nói giống, con dâu. Mà mình nói con dâu người ta nói là mình giỡn, người ta không có tin. Không tin, kêu là con ruột. Với lại cách nói chuyện của em với lại mẹ cũng thoải mái á. Nên là người ta cứ nghĩ là con ruột chứ không nghĩ con dâu. Hợp về ăn uống là rồi nè ha. Dạ. Về số ký số cân cũng hợp nhau.
Rồi còn hợp nhau gì nữa? Nói chung là 90% là hợp hết. Vậy đó hả? À, tối ngày nó chọc ghẹo rồi nó cứ nói chuyện, rồi cái cảm giác mình cũng hay thích đùa giỡn nói chuyện là với con dâu là không có phần cách. Dạ. Yeah. Giống như là nhiều lúc mình cảm giác giống như mình với nó là bạn vậy đó. Không vậy vui mà, thật ra trong cuộc sống á mà chúng ta cứ đừng có nghĩ gì nó quan trọng quá. Chúng ta hãy là bạn của nhau cái đã, cho nó vui cái đã. Nhưng mà vẫn bạn bạn phải có tôn trì trật tự đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vậy bạn bè có hay hỏi là mẹ chồng mày có khó không? Ừ. Kêu là mẹ chồng tao khó thiệt. Nhưng mà khó đúng, những cái mà mẹ con khó là chính xác là đúng chứ không có sai. Còn những cái mà người ta thấy sao mẹ mày dễ mấy cái đó quá thì những cái đó dễ là bình thường không gì hết. Mày la mày dâu dữ không? La thì không có la, nhưng mà ví dụ như là nói chung là mình là người Bắc, dâu thì này là người Nam. Nhiều khi những cái danh từ hay những cái câu nói ban đầu á thì chưa được hiểu ý. Nhiều khi mình nói thì mình hay chỉnh sửa hay là mình hay dạy. Ví dụ như là mới gần cưới thì chị cũng kêu ngồi nói chuyện. Chị nói là con vô nhà mẹ thì mẹ không phải là khó, nhưng mà gia đình thì nề nếp gia giáo từ đó đến giờ. Mẹ chỉ yêu cầu cái thứ nhất là lễ phép, thứ nhì là siêng năng, còn ngoài ra tất cả các cái không biết thì mẹ dạy từ từ cho biết. Yeah. Chứ mẹ không bắt là phải biết hết. Thì nói chung là trong gia đình thì cũng mượn người giúp việc, thành ra là chủ yếu gia đình chị thì chị có chủ yếu là về là kinh doanh, còn công việc thì đã có người giúp việc hết, thành ra là Mỹ cũng không phải làm gì cái công việc nhà nhiều. Chỉ có thỉnh thoảng người giúp việc mà nghỉ thì cũng như là mỗi người một chân một tay vậy đó, cho xong vậy thôi. Nhưng kinh doanh hợp với mẹ không? Hợp, ban đầu thì có những cái mà chưa hiểu ý á thì nhiều lúc á mình nói theo cái ý mình là bình thường, nhưng mà chị này hiểu sai đi thì cũng như là cũng tự ái, cũng có lúc tự ái thì bạn là thấy chị đi thẳng vô lần hồi ra thấy mắt ướt ướt là biết là chắc là không hiểu ý, thành ra chứ còn thật sự là hồi đó chị nghĩ chị làm dâu á mẹ chồng cũng hơi khó, là cái chuyện như trong lòng lúc đó suy nghĩ mai mốt chắc mình có dâu chắc mình thương dâu lắm, miễn sao nó lễ phép với mình thôi, nhưng mà mình sẽ thương dâu, mình thương nó thương mình. Yeah. Đến lúc nào mình cũng có cái không có khoảng cách, mình nghĩ là mình thương nó như con gái thì nó cũng thương mình như là mẹ ruột thôi. Cảm giác của chị như vậy, thành ra là lúc nào chị cũng muốn là gần gũi. Thậm chí có những lúc mà chị đi chơi hay đi công việc á là chị cứ gọi điện, mẹ mẹ đang đâu vậy, chừng nào mẹ về. Cái chị nói ủa mẹ đi đâu kệ mẹ, tự nhiên cái con kêu mẹ về, bộ con khát sữa mẹ chồng á. Em bắt đầu chị nói mẹ về đi, không có mẹ nhà buồn quá thì kia nọ vậy vậy. Có những lúc đi uống cà phê bạn bè buổi tối, mẹ sao giờ này mẹ chưa về, mình cũng giỡn mình nói không có con dâu nào mà mẹ chồng đi mà tối ngày cứ kêu về. Cái nó nói mà cũng không có mẹ chồng nào mà giờ này đi chơi chưa về. Chung là kiểu mẹ con hợp nhau là nói đùa chuyện nhau cho vui, đúng giống không? Như là kiểu như là gần gũi. Yeah. Mà cái phản xạ tự nhiên chứ cũng không có phải là tự nhiên mình muốn nói như vậy. Tự nhiên mình ngẫm thì mình thấy mắc cười mà cũng vui. Thật ra có sự thân thiết mới dám như đúng vậy. Đúng rồi. Nó bộc phát á, giống như tưởng như là bạn mình nó giỡn luôn vậy đó. Đúng rồi. Có mấy bạn có nói là để học hỏi cái cách nói chuyện của mày với mẹ chồng mày, về mốt tao có mẹ chồng tao nói chuyện. Tao mới nói là nhưng mà áp dụng cái chừng ra khỏi đúng nhà. Tại vì không phải là cái ai giống ai không đâu. Phải ai cũng vậy đâu. Đôi khi phải hợp với nhau nữa đó. Là mẹ con đi chơi con cứ suối con rồi đó, 10 giờ rồi mà nội chưa về điện thoại cho mà nội đi. Nội về chưa, nói chút nữa mà nội về làm gì điện hoài. Con ở trên phòng nhưng mà con coi camera ở dưới là con thấy mẹ con đi cũng phải điện thoại. Là tại sao, lý do gì? Tại vì thói quen là mẹ đã ngồi đó rồi mà mẹ đi cái là mới điện thoại. Là bắt mẹ phải ngồi chỗ đó mới chịu. Ờ, nhưng mà bây giờ mình còn mất nước nữa không? Dạ không, hết rồi. 10 năm rồi. Hồi đó con cứ mắc ướt hoài à, nhưng mà giờ hết rồi. Nhưng mà đó mẹ con la con tổn thương con đi. Tại vì con mới quá, xong rồi cái mẹ dạy thì mình lại nghĩ là mẹ la. Chứ mình không nghĩ là mẹ dạy, mà lúc đó con cũng không có phải là biết kinh doanh hay là biết cái gì, thì mình suy nghĩ theo cái hiểu cái ý đó là mình nghĩ vậy là đúng rồi. Nhưng mà tại sao mẹ lại chỉ mình cái kiểu khác hơn thì mình lúc đó mình chưa hiểu thôi, cái mình tuổi thân. Không cãi lại. Không dám cãi. Không dám cãi là mới mà đâu dám cãi. Cái sao này cãi tới luôn. Dạ, không dám luôn. Mấy cái đó mà cái nào tại dặn trước là rồi là bước chân vào nhà mẹ là phải lễ phép, thành ra là không đứa nào dám cãi hết á. Nhưng mà sau này lỡ những cái chuyện mà không hiểu ý mẹ thì mình bằng cách nào? Cũng giải quyết được hết á chị, tại vì kiểu như là mẹ chồng với lại mình hiểu ý nhau rồi, cho nên là mẹ con nhắn tin từ từ, mẹ nhắn tin dài lắm. Vậy đó hả? Có dấu không? Có dấu. Dạ có dấu. À. Mẹ có dấu dễ đọc. Chứ nhắn dài mà không có dấu mệt lắm á. Một tờ A4 luôn á chú. La la hả hay sao? Dạ dãi.
nhưng là tập làm văn nhá. Không nói thẳng đâu mà phải nhắn tin. Nhiều khi nói thẳng thì có những lúc đông người có những cái tế nhị không có nói, mà nhắn tin thì mình thấy là nó có hiệu quả hơn. Dạ đúng rồi, con thấy nếu mà với cái tính cách con thì mẹ con nhắn tin thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ở nhà là mẹ con kết mấy đứa con luôn, cả con trai, con dâu, con rể, cần gì là đại đa số là chị nhắn tin. Hồi nãy cô nói là hai mẹ con 90% là hợp nhau. Đúng rồi. Vậy còn 10% còn lại là cái điều không hợp hả cô? Cái đó là không phải là không hợp mà giống như là chưa vừa lòng. Chưa vừa lòng nhưng mà góp ý từ từ. Ví dụ như là chuyện, ví dụ như xuống kinh doanh thì phải xuống sớm, nhưng mà tuổi trẻ bây giờ là dậy trễ, sáng nào cũng phải gọi điện, sáng nào cũng phải gọi điện. Cái nhiều khi nói sao mẹ cứ nói hoài, con phải để ý, con phải để chuông báo thức chứ sao mà cứ để cho mẹ phải gọi hoài. Thường thường con dâu là phải tự động dậy mà mình cứ phải gọi như vậy. Nhưng mà nhiều lúc mình suy nghĩ xong cái mình dập tắt ý nghĩ là thôi thời buổi giờ mình cũng phải cũng như thoáng một chút. Tại vì tuổi trẻ nhiều khi nó kinh doanh online, nó kinh doanh trong những cái giờ mà nó thức khuya đó, thì thôi thông cảm, sáng dậy trễ một chút. Một ngày đẹp trời con thấy là tự nhiên đang mẹ con đang bình thường, buổi sáng là mẹ con bình thường lắm, ăn sáng xong nó thấy kỳ nha. Ăn sáng xong là kỳ liền, bắt đầu hết đụng ai đụng cái gì cũng chửi. Sao con nói là mẹ bực còn... mình với lại mẹ la. Mà tự nhiên con dùng cái câu chửi nghe thấy ghê. Tự nhiên nói chửi nghe thấy ghê. Hai cái khác nhau. Bình thường là mẹ la chứ mẹ uống thuốc giảm cân là mẹ cọc, mẹ chửi. Cái thuốc giảm cân là mẹ chửi, còn bình thường thì mẹ la. Còn con uống thuốc giảm cân thì con làm gì nói đi. Hai mẹ con cùng uống luôn hả? Chết rồi, tác dụng phụ là gì cô nhớ không cô? Tác dụng phụ là gì á? Bình thường thì mẹ con vui vẻ hay nói chuyện. Thì không á. Nói chung là nhà là thường xuyên là tiếng cười bình thường, mà thấy cái mặt không có vui. Mặt cái hỏi ủa con làm gì vậy? Bữa nay con bị gì vậy? Là mình cũng thắc mắc là thấy không có bình thường. Nên là phát hiện ra là cũng uống thuốc ốm luôn. Vậy là dẹp cái thuốc đó luôn á hả? Hèn đó là nhà hết uống luôn. Thành ra bây giờ tưởng là không hạp mà hạp vụ này. Và bây giờ là đang hạp luôn, là đang đi kiếm cách nào cho nó ốm. Nhưng mà cứ nói mẹ con chuẩn bị con sẽ giảm ký á nha. Xong rồi mình vô tình thôi cái mình nấu cái món gì ngon cái bắt đầu đổ thừa. Mẹ con đang nói là con giảm cân cái mẹ đi mẹ nấu cái món con thích vậy. Con thấy ngộ lắm. Em chồng con với lại mẹ con lúc nào cũng kêu là bây giờ mẹ nói con là con phải giảm cân đi, tại vì không phải là cái chuyện xấu đẹp nữa mà là vấn đề sức khỏe. Đúng rồi. Là mình phải như thế nào rồi còn con cái nữa rồi này phải sức khỏe này nọ. Xong rồi nó con biết rồi thôi để con cố gắng rồi mình đang có một cái quyết tâm rất là lớn. Xong rồi ngày mai mình sẽ dậy mình sẽ tập thể dục nhẹ nhẹ rồi mình ăn healthy. Xong sáng trưa mẹ nhắn tin là mẹ nấu bún mắm nha con. Mà xong mà nấu bún mắm thì thôi đi, mình xuống mình cũng có thể mình ăn hết không? Mẹ múc giùm con rồi. Con xuống con ăn đi. Mà con xuống thấy cái tô mà con chắc ra là ba người ăn được cái tô đó mấy chú. Trời ơi. Thấy toàn là thịt heo không? Dạ đúng rồi, bởi vì con nói mỗi lần là mẹ nấu cái món gì là phải 3-4 tháng sau con mới ăn lại được. Tại vì một lần là con bị ngán luôn á. Nhưng còn cái mà chú nghĩ không biết có hợp hay không nhá là chăm con đó. Vậy thì bà nội chăm hay là con chăm hay là cả bà nội cả mẹ đều chăm chung hết. Con cũng nghe mẹ với lại dạy theo cách của mẹ nhiều. Thường là nếu mà mẹ dạy thì con im, còn ngược lại con dạy thì mẹ con cũng im. Giống như là nhiều khi mà con tức lên hay là cái gì đó thì mẹ con cũng im chứ mẹ con không có binh. Thì sau đó nếu mà con có lố có sai á thì mẹ con sẽ nói riêng con là nãy là con ấy thì là hơi sai nhưng mà mẹ không có binh, tại vì nếu mà binh thì con nó biết là con sai á thì nó sẽ không nghe nữa hay là nó cái gì đó. Có những lúc đó là chị phải có lúc chị phải nhắn tin, ý là mẹ nó hù là chút nó lên á là con biết mẹ là cái đứa nhỏ là nó nghĩ là nó sẽ bị đánh, cái mặt nó buồn nhìn tội lắm, cái chị phải nhắn tin chị nói chút nó con lên là con phạt em thôi nha, con đừng có đánh nha. Góp ý là vậy, nhắn tin hoặc là nói riêng chứ không có nói trước mặt để cho bé nó có ầy lại. Xe mà quậy quá xong rồi con kêu là mẹ không nói nữa, một chút về nhà đi rồi nói chuyện với mẹ, đi lên phòng nói chuyện với mẹ. Xong rồi nó ngồi tức tuổi tức nó không dám nói tại vì nó ngồi giữa. Xong rồi con ngồi bên đây mẹ ngồi bên kia, nó ngồi giữa mượn điện thoại bà nội đó, nó lấy vô nó vô ghi chú á chú. Bà nội ơi, một chút mẹ gì hả, con không muốn vậy đâu. Xong nó đưa lại cho bà nội đọc. Sợ mẹ thấy hả? Đúng rồi. Trời ơi. Bà nội cho mẹ na đi làm chi vậy? Đi du lịch mà không cho mẹ đi. Mẹ khó. Nhưng mà nội cũng không có binh mà binh sau lưng thôi. Dạ đúng rồi. Đây là một cái sự hợp tác để dạy dỗ con cháu. Dạ. Chứ có những gia đình họ mâu thuẫn với nhau chuyện đúng này. Đúng rồi. Dạ. Mà con dâu làm gì mà sai là nó không được đánh nó, không được la nó, không được hù nó như vậy. Cái con nó u con để con hù chứ. Như vậy nó sẽ gọi là vỡ trận đó, ha. Dạ đúng rồi. Còn đây là hai người rất hợp tác với nhau. Còn một chuyện nữa. Vợ chồng. Đúng rồi. Cãi lộn mẹ có đứng ra binh không? Mẹ có can không? Mẹ binh đứa nào? Dạ mẹ binh con. Lúc nào mẹ cũng binh con, ví dụ bất cứ chuyện gì xong là ví dụ mà có cãi nhau cái là mẹ nạt chồng con trước. Xong rồi còn con thì mẹ nói sao mẹ nói là biết cái tính nó vậy rồi im đi, đừng nói gì hết, kệ nó. Bất cứ chuyện gì luôn. Với lại á hồi trước là có một đợt là cũng gần cưới hả mẹ ha. Xong rồi cái chồng có con bé kia nó nhắn tin cho chồng con. Nó nói là anh ơi cái gì á, xong rồi cái con thấy xong rồi cái con khó chịu á, con không có dám nói với mẹ chồng. Sao con tự nhắn tin là
em ơi chị nói cho em nghe nè cái gì á, xong rồi nhắn tin xong rồi mới xuống mét với mẹ chồng là mẹ ơi con bé vậy á. Xong rồi mẹ chồng kêu là trời ơi con nhỏ này sao nó hiền, mấy đứa đó mà còn em ơi chị nói cho em nghe nè. Chứ mẹ kêu làm sao chị? Mẹ đó là phải giữ, có gì phải nói mẹ là mẹ dẫn đi mẹ xử hết. Trời ơi tao nói cho mày nghe nè. Có nghĩa là trước mắt là mẹ nghe cái là mẹ bộc phát là mẹ phải chửi trước một cái rồi dạ. Thôi nữa con thích chùm nghe cái đó là không được nói chuyện đàng hoàng với nó. Nó thừa biết vậy rồi mà nó còn vậy là con phải nói mẹ mà nói chuyện đàng hoàng rồi nó không có sợ là mình phải nói dữ lên. Giống như vậy, cũ vậy hả? Nhưng mà lúc mà chị có bầu đó chị sanh đó rồi mình ở cử nữa chắc mẹ cũng nấu đồ ăn cho mình dữ ha. Không có giúp việc, có giúp việc à vậy hả? Là mẹ cứ giúp việc xuống để chăm luôn, có nghĩa là mình chỉ việc là do lo sức khỏe của mình với lại lo chăm con thôi. Với lại mẹ cũng dặn giúp việc dữ lắm, nói coi chừng nước canh nó tắm á. Sợ tắm là dặn nó coi chừng nó canh canh nó lén lén đi tắm tại vì ngứa quá chị không nổi cái đầu là muốn đi gọi đầu. Là dặn canh, nói chung là mẹ cũng chu đáo lắm. Khoảng thời gian chị sanh em bé đó mẹ chăm sóc chị như thế nào? Sao đi lạc. Mình làm bầu cái bụng mình bầu bự rồi mình đi vô chổng mà mẹ con sợ là con đi lạc. Mẹ con dặn là cái đường này nha, con nhìn là phải này nha, con chừng đi lạc cuộc mẹ con đi lạc. Đó là cái bụng con dày rồi mà mẹ còn sợ ở trong đây đưa con đi lạc nữa mà. Mẹ con đi lạc. Dạ. Đi qua đường á là kỳ cục, không có mẹ chồng nào vậy hết. Con cái đường nhà con đường kia con băng qua bên đường thì cứ để con đi đi, cứ để con đi một hơi qua đi. Con đi giữa đường kêu, "Ê xe con chừng con máy lại là con." Là con nguy hiểm hơn. Dạ, đúng rồi. Đang đi bữa kêu ê ê ê mà sợ không dám băng mà luôn á. Mẹ con đặc biệt là đi đâu á không cho đi xe máy là đầu tiên. Rồi cái thứ hai thì đó băng qua đường là sợ. Rồi không cho đi du lịch, không cho đi máy bay luôn. Trời ơi, khi nào đi máy bay mẹ sợ quá, mẹ thấy chuyện mình nhớ xua đuổi nhiều khi là mình là một trong số đó rồi sợ không đi máy bay. Nhưng mà hổng con được đi rồi. Là lần đầu tiên đi, còn mẹ con là hồi đó giờ đi một lần là nhà có nhu cầu đi chơi á nhưng mà mẹ kiểu như mẹ sợ đi Đà Lạt không cho dám cho đi xe, sợ đi lên đèo rồi nè. Cái gì bị dạ mà mẹ bị bao bọc trong cái khung an toàn, không có dám bước ra khỏi cái vòng an toàn này nọ. Nhưng mà sau này đỡ, có con cháu cái bà nội cũng muốn là cho đi chơi này nọ mới đỡ, nhưng mà đó là không được đi đâu luôn. Nhưng mà bao bọc quá thì có làm cho chị khó chịu không? Không, quen luôn. Quen luôn rồi hả? Dạ đúng rồi, con quen luôn, con bị thích nghi luôn. Xong rồi thầy đó thì con đi chơi nhiều, xong rồi sau này lấy chồng vậy con cứ ở nhà không cái đó. Mẹ ơi sao tự nhiên bữa nay con đi ra đường với cảm giác con nó kỳ quá mẹ ơi. Chạy xe buổi tối con không dám chạy chú. Con không dám chạy xe máy buổi tối, ở trong con chỉ đi mua sinh tố hay là mua cái gì gần nhà thôi mà con chạy xe buổi tối con sợ. Con giống như có ai đi chạy sau lưng con cứ đi theo con giống như con bị ảo vậy luôn. Mẹ ơi chắc ở nhà nhiều quá tụi con bị gì bị nhát. Đúng rồi, ở nhà riết là nó bị ì á. Dạ đúng rồi. Thì đâu cũng sợ luôn chứ. Con mới hết. Nói chung là đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu á, rất là hợp với nhau về tất cả mọi thứ, gần như là mà sống cho nhau. Chơi với nhau, những người bạn với nhau. Ngoài cái chuyện mẹ con ra còn là bạn với nhau rất là thân quen luôn. Gần như là đó vắng chút là đã nhớ rồi. Đúng không? Nếu mẹ chồng đi đâu chút xíu đã gọi mà sợ đi lâu quá không có nhà. Dạ. Ngược lại cũng vậy luôn. Đúng rồi. Hôm nay thì con dâu có muốn nói gì với mẹ mà mong muốn mẹ có thay đổi điều gì trong cuộc sống? Tất cả thì nó cũng hài hòa hết rồi, không có gì hết. Nhưng mà cái thay đổi nhiều nhất mà nguyên gia đình con nguyên gia đình con muốn mẹ thay đổi luôn là mẹ con chơi Facebook nó hơi dằn dằn lại chút xíu. Chơi quá luôn hả? Dạ không phải là mẹ con quay clip hay là cái gì mà mẹ con chơi Facebook mẹ con up hình đó chú. Mẹ con up một lần 4 mấy tấm 3 mấy tấm. Có khi một ngày mới có tới hả 4-5 giờ chiều mà mẹ con post 3 bài rồi. Mấy con comment vô mẹ ơi 3 bài rồi đó mẹ. Sáng giờ 3 bài rồi người ta vô người ta cười quá trời. Mà hình đâu chụp nhiều quá vậy? Mẹ con tự chụp nha. Vậy nè, cái cảnh sau lưng cái nha. Cái nghiêng qua đây là 1 tấm rồi đó. Rồi nguyên bên đây 1 tấm. Là cái cảnh là mẹ chỉ cần chụp cái khung cảnh ở đằng sau thôi. Là dài chục tấm luôn hả? 45 tấm chú. Rồi còn không thì đi chụp con cháu ví dụ dậy tắm hoặc là cái mặt khác cái làm tắm à. Dạ rồi xong rồi 1 giờ sáng ốp hình mẹ con nhiều khi hả mỗi lần mà đi chơi về á cái con với em chồng con bé em chồng em ruột nè Tiên con lấy thuốc huyết áp cho mẹ hay là gì để sẵn đi tại giờ mẹ chỉnh hình tới khuya lận á là chỉnh vô online để chỉnh màu vậy đó hả? Dạ xong rồi ốp xong rồi bữa hổm con của con á tại vì con trai lớn của con nay nó 9 tuổi rồi nó cũng có Facebook riêng của nó để cho nó coi mấy cái vui vui này nọ xong rồi bà nội bóp thành nó vô nó comment bài của bà nội là tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa vì chúng tôi không thể tải hình ảnh lên hết được 45 tấm. Bà nội nghe giật mình luôn hả? Tưởng thiệt hả? Bà nội giật mình. Bà nội sao con nói kỹ nói con nói thiệt mà nội. Vậy bữa nào nó chụp hết hình trong nhà rồi đem 60 bộ bàn ghế ra chụp hình bàn ghế đăng cho nó thay đổi. Sao rồi con với em chồng con thấy là sao mẹ cực quá mẹ chụp có cái mặt chỉ đúng một kiểu cười vậy thôi nhưng mà là sau lưng là cảnh khác hết nha. Coi như quay vòng cũng dạ. Có cái mặt không ha. Dạ đúng rồi thôi cái con với em chồng con mới lấy hình của mẹ chồng con ghép vô là cho mẹ đi Dubai cho mẹ đi Singapore nó nè mẹ đừng có chụp chi cho mỗi tay để con ghép cho mẹ.
Nó vui lắm. Cũng là niềm vui của mẹ đúng không mẹ? Mẹ hay nói cái đó là niềm vui của mẹ, đừng có cấm mẹ này. Nó con nó có cấm đâu, nhưng mà mẹ chơi Facebook nó phải vô bài bản chút xíu. Ủa nhưng mà con cấm gì, con đừng coi thôi chứ mắc mớ gì người ta. Facebook của ta tao muốn đăng thì tao đăng chứ. Nhiều lắm chú, đăng nhiều. Thì con đừng vô coi, coi nhiều quá nó mệt. Con cháu đông rồi cái mình nói là giờ mình có gì mình khoe ở đó. Dạ. Thì cứ mấy đứa có 6 đứa cháu này cứ nói đây là 6 cục vàng này, 6 hột xoàn. Nói hột xoàn rồi ta không biết nói, mình hột xoàn mình đăng biết nói. Kỳ lắm chú, đăng cáp là đúng tên 6 đứa cháu luôn ha. Dạ. Dạ đúng rồi, là như hôm nay 6 cục vàng lên chơi với bà nội bé lê 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 hết đủ. Cáp dài, chị dạ, dài quá luôn hả? Dạ. Đi ghi đủ họ tên nghe luôn. Đủ họ tên luôn. Ở nhà là chị nói trước rồi, là chắc là chương trình này là lên nói xấu mẹ chồng. À, mẹ con chụp hình kỳ lắm, mẹ con chụp hình con thấy ghê lắm. Em con nữa chụp thấy ghê lắm, mỗi lần là mẹ con mà đăng hình là chú bắt buộc là con phải vô con coi. Hình ghê lắm, con nói mẹ ơi mẹ xóa những tấm hình đó được không? Mà nhiều khi mẹ chụp nó mẹ chụp kỳ quá mà mẹ đăng lên á, con bị khùng á, mẹ chụp mà mẹ đâu phải là mẹ không biết đâu cái nào đẹp để mới đăng chứ, không lẽ mẹ đăng xấu mà con vô xấu. Mà con vô đăng cái mặt con kỳ lắm. Áp lực quá hả? Mỗi lần mẹ đăng là phải kiểm tra con có hình con. Mẹ đăng mẹ còn tát con vô nữa, người ta qua Facebook hình con đẹp muốn chết luôn. Mẹ không dùng áp nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mẹ chồng thì có mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì nói chung là cũng hài lòng nhiều, nhưng mà tự nhiên cái chuyện mà là phải dậy sớm để công việc cho nó đúng cái giờ giấc thì nó sẽ ok hơn. Chị cũng rất là thương cháu mà cháu cũng rất là thương chị, nên là cũng rất là vui là được như vậy. Bây giờ mình ra điều kiện đi, một là mẹ đừng đăng hình Facebook nhiều quá để con dậy sớm vậy thôi. Trao đổi đó. Bạn bè con nó cũng nói là hay xin vía là có mẹ chồng giống vậy này nọ, nói là bà sướng quá, hàng gì bà mập lên hả, kiểu vậy. Sáng con ngủ vừa mở mắt ra thấy nó tin nhắn mẹ con là mẹ con giống như gửi menu vậy đó. Chụp cái bàn đồ ăn là vậy con mà kêu ốm. Sáng mở mắt ra là thấy mẹ, nhiều khi mẹ nói là bữa nay có món này nha con, ý là mẹ hay sợ con kêu đồ ăn ngoài á, rồi ăn không tốt, rồi ăn dầu mỡ hay là gì nhiều, nhưng mà mẹ con nấu dầu mỡ nhiều. Nhiều khi có những cái món mà chị không biết ăn, nhưng mà chị kêu cái bà ở nhà mà nấu gì món gì cái chụp lên cái bữa nay ăn món này nha con, bữa nào quên á, bắt đầu mẹ bữa nay ăn cái gì vậy. Có một bữa mình nấu đúng cái món chị thích á, cái tự nhiên cái chị quên chứ không hỏi cái gì đi, chị kêu đồ ăn đó, trời ơi mẹ bữa nay mẹ nấu cái món này con ăn ngon muốn chết luôn, không ăn đi kêu đồ ăn. Thấy sợ kêu đồ ăn ngoài. Ăn chung gia đình nó vui. Cảm ơn gia đình hôm nay mẹ chồng nàng dâu rất là vui luôn á, ai cũng rất là thích cái phong cách này luôn. Nhưng mà cũng phải giảm cân chút xíu. Giảm nhiều chứ mày giảm chút xíu à. Chúc cho hai mẹ con chồng nàng dâu mãi mãi giữ cái phong thái như vậy, càng vui càng tốt. Chúng ta là sẽ là những người bạn thân, thân thật thân để có thể thoải mái hơn nhiều. Mặc dù ta cũng phải có giới hạn nào đó. Dạ, tôn ti trật tự ha. Rồi, cảm ơn gia đình. Con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cho cô và chị đây là hai voucher điện tử áp dụng mua sắm tại website mshop247.com, thời hạn sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2023, trị giá 500.000 đồng. Còn đây là mỗi người làm một gói tập một tháng công nghệ EMS trị giá 7 triệu 500.000 đồng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet, tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần, lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Dạ, cảm ơn coi cô. Coi rất nhiều. Dạ, chương trình mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ, dạ, cảm ơn cô và chị. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu sẽ được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h15 trên kênh YouTube MTV Media và ứng dụng Netlove. Còn bây giờ đây là Quyền Linh, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Và ngày hôm nay thì Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu đến từ Bình Định. Dạ chào cô. Dạ, dạ. Chào chị. Dạ. Rồi bây giờ thì xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết nè. Dạ, dạ em xin giới thiệu, em là Trần Thị Bích Loan, 58 tuổi, quê ở Bình Định. Dạ. Rồi mời con. Dạ con là Trần Thị Thanh Thủy, 27 tuổi, quê ở Bình Định. Thủy làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Làm dâu thì khoảng tầm 7 năm á. Dạ. Ôi trù. Là em 21 tuổi là có gia đình. Ôi, lấy chồng sớm quá hả? Dạ. Rồi mình mấy cháu rồi? Dạ, một cháu 6 tuổi. Trai hay gái? Dạ, con gái. Con gái hả? 7 năm rồi mà có đứa thôi. Không thêm đứa nữa cho nó vui, nhà vui cửa. Cũng muốn cái nhưng mà nó bị
Mẹ chồng lần đầu tiên mà mẹ gặp nàng dâu cùng quê với mình ha. Mẹ thấy sao? Mẹ thấy rất là vui. Gần vậy đó hả? Rồi khi con trai nó giới thiệu con dâu tương lai của mình, chị có thấy quen không? Chị có thấy thích gì bé này hay là chị chưa thích điều gì không? Thích à, con trai dẫn về thấy thích chứ, điều hơi nhỏ con chút chứ dễ thương. Ừ, vậy đó hả? Nhỏ dài. Thấy nhỏ con quá hả? Nhỏ con. Nhỏ con nó quan trọng, nó thương chồng con mình, nó thương mình là được chứ có gì đâu. Con nhà chị đứa nào đứa nấy to đó. Vậy đó hả? Niềm hàng bỉ trở lên không mày. To mà cao không phải to mà ú xù xì đâu. Vậy đó hả? To cao vui to. Á. Cao to con. Nhưng ta nhỏ con mà ta xinh đẹp. Dạ. Nó bù lại chứ. Dạ vậy. Đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc cô nói chuyện, cô tiếp xúc thì cô thấy Thủy sao? Thấy Thủy nó dễ thương. Hiền. Không sao. Với lại cùng quê cũng dễ nói chuyện hay gì hết. Dễ nói chuyện. Là mình ở Bình Định là ở đâu? Ở Bình Định quê của em là ở Bồng Sơn, nhưng mà có chồng về Tuy Phước. Tuy Phước. Tuy Phước. Rồi là con gái của ở Tuy Phước luôn. Gái Tuy Phước. Tuy Phước Bình Định luôn. Tuy Phước. Đến Bình Định là phải ăn bánh hỏi lòng heo nè. Bánh hỏi lòng heo. À, cháu lòng mà bánh hỏi cháu lòng. Rồi đây, rễ Bình Định cô ơi. Rễ Bình Định luôn. Chẻ này. Ở trong mà nem này ha. Nem. Trời ơi, bánh tráng. Tráng nước dừa. Đúng rồi, bánh xèo tôm nhảy ha. Ủa chú ơi, sao Mỹ Càng nhiều đặc sản lắm. Dạ chú cũng Bình Định mà nào giờ chú nghe chú kể không mà chú không có cho con ăn thử món nào chú ha. Thấy chú kể hả? Chú thấy kìa. Này là cô chú đem lên đó hả? À, mượn qua cúng Phật thôi, cô ta mới chú mời con. Trời ơi. Thấy chưa? Khách tới nhà, lâu lâu người ta tới nhà mà người ta có quà. Còn đây rễ Bình Định luôn cô ơi. Mà nghe kể không mà không cho ăn được cái nem nữa. Thì nè, nay có nè. Cái đây là đặc sản của Bình Định. Đó, dạ. Đặc sản. Chí là đang rất là hot luôn trên TikTok. Đó. Ồ, vậy đó hả? Này là ché nè, là nem nè, chả lụa nè. Rồi mai chú bưng cái bánh hỏi lòng heo nữa là xong. Ăn có bánh tráng giòn giòn cuốn vô. Ý là xem chương trình này đầu cái hầu nào anh Quyền Linh với Lê Lộc mà ra hồi đó cái là mẹ con dẫn lên niêm chả chùa viện ăn thoải mái. Thoải mái luôn hả? À, tặng gấp luôn. Vậy đó hả? Ăn đủ thứ hết chứ đâu phải như lại đầu đâu. Thì đây cũng đó. À, cũng đem vô tặng đó gấp hả? Luôn. Trời ơi. Tặng gấp là gần nhà. Rồi con khỏi còn nói chú gì trên á. Vậy chú đừng ăn nha. Chú đừng ăn nha, chú dân Bình Định là chú đừng ăn nha. Rồi bữa nào tôi dẫn về nhà ba Phú Tài, nhà vợ tôi ăn bánh hỏi lòng heo. Trời rang chút cho máy ra tao cộng đồ cái tới nhà em cho máy. Đó nghe mâm lốp anh Đức nó. Đúng rồi. 110 đó xuống đó tới nhà cho máy. Ngay chỗ trạm giao thông công an tỉnh đó. Chính xác, nghe cho đó luôn. Rồi. Như vậy là bữa nay là con cũng có món quà từ gia đình đem vô, trong đó có tình cảm của chú gửi vô đó cho con. Thôi thì chú ơi, chú cứ vậy hoài à. Dạ nói chứ cũng con cảm ơn hai mẹ con. Dạ. À, rồi không biết Thủy nè, Thủy khi mà lần đầu tiên Thủy gặp mẹ đó thì có ấn tượng điều gì không? Cái lúc mà đi trên đường á là quen mất á khoảng tầm mấy tuần là anh chở về nhà. Trời ơi vậy đó hả? Là đi trên đường là cũng hao run, nhưng mà về tới nhà là có em chồng á. Dạ. Em với chồng em á là nhờ em mai mối, cho nên là mình đi vô là có em nói chuyện qua lại là hết run. Với lại lúc đó mình cũng hơi bị xinh á, cho nên là mình cũng tự tin. Bị gì? Bị xinh, xinh gái á, hồi xinh gái á. À, bị xinh á. Tôi tự tin giống như con nói đây, con xinh không? Xinh. Xinh nhiều. Tôi tự tin mình vậy đi. Dạ, dạ. Thấy không? Chú cũng xinh. Dạ. Tại con thấy con làm quá đó. Hôm nay xinh. Dạ. Nói chung này xinh. Nhưng mà không có nem nha. Khó. Khen vậy khen chứ không có lấy nem của người ta nha. Do trước kia là con gái Út với con xinh đây là hai chị em may một chỗ. Dạ. Rồi con em Út mới làm mai chạy về nhà cho ông anh em. Trời ơi. Em Út làm mai gì đó. Em chồng làm dâu chồng cho mình thì khỏe re rồi đúng không? Tự tin rồi. Dạ. Không, mình xinh mình có quyền tự tin con. Rồi sao về nhà? Từ lúc ra mắt mẹ chồng cho tới ngày cưới là bao lâu? Cưới rồi bắt đầu là coi ngày. Là cũng trong thời gian đó thì cũng đi qua đi lại nhiều chứ không có phải là đi chơi với anh riêng đâu. Ví dụ như đi làm cuối tuần rồi là cái về nhà ăn uống nấu cơm rồi vậy, phụ mẹ nấu cơm rồi dọn cơm ra. Nhưng mà cái lúc đó cái thời gian mà chưa cưới á. Dạ. Qua lại vậy mình thấy mình có hợp với mẹ không? Dạ hợp mà. Hợp chứ. Bình thường thì mẹ nhìn kiểu dữ vậy chứ ổn là nhiều. Với lại cũng kiểu thương con dâu lắm chị, con dâu nào cũng thương như nhau. Dạ. Mấy dâu rồi? Dạ hai dâu. Một rể. Hai dâu một rể ở chung luôn hả? Dâu lớn ở riêng ở Bồng Sơn á. Ừ. Vậy sao dâu này không cho ở riêng mà cho ở chung? Riêng nào anh? Ở riêng, ở riêng hai anh em này đâu. À, ở riêng bước qua bước ba bước này. Ba bước cái tân nhà sát nhánh luôn.
À. Vậy đó hả, là cô mua cái nhà đó luôn cho hả cô? Nhà đất ở nhà cho mà hai vợ chồng tự lập cắt lên. À. Ừ, vậy ngon rồi. Cắt có 30 cho mấy anh. Rồi nó bắt cơm mẹ chồng vậy leo chùi quét dọn tấu nghề cho nó có rờ tấu đâu anh. Ủa? Nó không rờ con. Con hỏi thử nó có quét không? Vậy đó hả? Ờ. Cô làm dọn gì hết nào cô biết thì cô cắt nhỏ nhỏ thôi chứ cô không cắt to đâu. Nó cắt gì mà tố bố ra bây giờ cứ đi bây giờ nói với con biết kìa, bữa nào vô ghế nhà cô cho đi lên cái bậc tam cấp không mà là nem xét chọc bậc hay là con coi như thôi, đuối. Con đuối luôn rồi chơi ngồi nhà vô lên tam cấp nằm xét chọc bậc như vậy tam cấp tôi bậc tam cấp hả nem... nói chung là cũng không phải xây lâu đài hả. Đó là cái mơ lên lên cái mơ nữa gắt lỡ xong một gắt lỡ xong rồi hai mơ. Vậy à, mơ sang thượng giống rồi sang thượng hai mơ là gì? Mơ là gì ta, lầu hả? À lên lầu á. Mê mê ấy dạ, hai mê đúng đúng đúng. Ô, mình định là nói mê mình là nói mê mà mình định là nói mơ đấy đúng đúng. Không biết tưởng cái gì nó mới tưởng gì mới mới vậy. Mày gọi là một mê hai mê một tấm hai tấm á, một tấm hai tấm nhưng đây người Bình Định đó hai mơ mơ sưng nẩu mà anh sưng nẩu vậy là làm hai hai ba mơ luôn. Tốt một chút mẹ ơi. Có gì đâu mình có thằng khoe chứ gì đâu. Là kiểu mà lúc mà má làm dâu về thì tầm năm ở bên nhà mẹ thì mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi là con chỉ có làm việc thôi, tại vì lúc đó là con sinh em bé đây là tầm 3 tháng là bắt đầu con kinh doanh online, là lúc đó là con làm liên tục á, có nhiều khi mình làm mình dậy sớm 6 giờ mình làm tới 1-2 giờ sáng luôn. Cho nên là không có cái thời gian để mà làm dâu, còn mẹ ở nhà thì mẹ phụ trợ hết con cái cho nên là em mới có cái điều kiện để em làm. Nói chung là cưới con dâu về mình lại làm dâu con dâu, còn dâu đi làm ăn mình làm dâu đúng không? Sau 2 năm đây rồi mới quay bên đây, kiểu như là thì nếu mà lúc nào mà em kiểu đi làm thì mẹ phụ, còn em ở nhà thì em tự túc. Vợ chồng em cũng có thói quen là làm chung công việc vậy đó, em lau nhà quét nhà thì em quét, ổng lau em quét vậy á. Còn khi nào mà vợ chồng bận quá thì mẹ sẽ giúp. Con cái ai lo? Con cái mẹ lo. Mẹ lo từ hồi 2 tháng tới giờ luôn, 6 tuổi bà nậu. Ở với bà nậu luôn. Ồ, hôm giờ đi nhớ ngủ đâu được đâu. Nó ở nhà nó nhớ bà nậu nó ngủ không được, bà nậu đi lên xe cũng ngủ cũng được luôn. Vậy đó hả? Ngủ với ông nội. Thế cưng không? Kiểu 3 tháng là em đi làm là ngủ tới bây giờ luôn. Ngủ tới giờ. Anh biết không, nó vô mà phòng mẹ nó mà biết ở lại ngủ đêm vậy là nó sợ lắm. Không, 1-2 là cũng về qua bên phòng nậu rồi. Chứ không chịu ngủ với mẹ đâu. Nó theo bà nậu quen à. Vậy mà nội lo hết rồi. Nội lo hết từ A tới Z. Dâu đâu có làm gì đâu. Từ dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng cũng làm, nuôi con mẹ chồng cũng nuôi. Bây giờ chỉ có là thiếu mẹ chồng chăm sóc cho con dâu nữa thôi. Anh uống đồ nấu vậy chị về chị ăn tiếng ở riêng vậy chứ mà ăn chung bên đây hết. Mà tối về chị ngủ không vậy rồi. Sao không? Còn con là mẹ sáng dậy là bà nậu lo thay đồ thay đạc rồi tắm rửa dây đi học. Xưa chiều gọi là ông nậu đón về bà nậu tắm rửa cho em. Dạ. Sao không? Vậy là rồi đi là tối ngủ với nậu. Nói chung nó lo làm ăn là chính. Vậy đó, lo làm ăn. Đây mới là làm dâu nè. Vậy sao hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì nữa chị? Hai mẹ con cũng hợp lắm, vậy chứ nói vậy chứ hai mẹ con cũng một ý. Yeah. Rồi đi chơi rồi vậy đi siêu thị rồi vậy hay đi chỗ này chỗ kia thích mua cái gì vậy là hai mẹ con là thích thì đi vậy. Nói chung là trong ăn mặc đồ này kia thì mẹ không có kiểu khó chịu gì hết trơn. Dạ, trong ăn mặc cũng thoải mái. Hai mẹ con thì nói tính ra thì cũng hiểu nhau quá chú. Cho nên ví dụ mà có giận hơn cái gì đó thì 2-3 tiếng sau nói chuyện lại bình thường. Có giận không? Dạ thì nhiều khi ở mấy năm thì cũng phải có cái lúc giận hơn. Ai là ai? Không, không, bình thường là không có le. Nói như là giận mà ở trong lòng á, hai mẹ con đều biết. Giống như hai cái quan điểm không có hợp với nhau. Đúng rồi, là hai mẹ con đều biết hai khó chịu. Xong rồi là ăn cơm hay gì đó là vẫn nói chuyện lại bình thường với nhau rồi. Bình thường luôn. Nhưng mà thường là hai mẹ con xíu nhiều cái chuyện nhỏ thì cũng không có gì đâu. Nhưng mà hai mẹ con bình thường gặp mâu thuẫn ở vấn đề gì Thủy? Bình thường thì ví dụ như là nhiều khi cũng có một chuyện là ví dụ lúc đó là em kiểu máu làm lập nghiệp á chị. Nói chung là nó cũng khó khăn. Mẹ thì ở nhà thì mẹ khổ. Nói chung khổ là sao? Họ kêu khổ lắm anh ạ. À. Khổ nhà tới mức độ mà nó chơi luôn á. Chơi tạm tợ ở nhà đây nó mang chuồng heo nhà nấu. Cái nó chơi ghê lắm mà từ đó mà con nó phải ráng nó cắt nhà cắt cửa mà tôi cũng ráng tôi cắt ở nhà cắt lớn mà thiệt dài. Từ trên kêu tôi chứ không nghi đâu anh ạ. À. Bao giờ con nó phải ráng nó làm nó cắt ở nhà. Tình anh khoái chơi cho nó chơi nhà bệnh mang chuồng heo nhà nấu anh ạ. À. Con về làm dâu vậy, gia đình dòng khó khăn, con có tuổi thân không? Dạ không, tại nhà con cũng gia nghèo. Hai bên này, vợ chồng con lập nghiệp là ê, chắc không có nhờ cha mẹ. Tại vì ở trong tim này chị nghĩ là chị làm để lo cho cha mẹ. Chứ cũng không có là bắt buộc là mẹ phải lo cho mình. Hay là mình ra lập nghiệp thì hai bên gia đình phải cho một ít. Là không có. Rồi nhưng mà vốn đâu rồi mình làm ăn? Nói chung
kiểu như mình ở nhập lầm á chị. Nó bán online con à. Cái lúc mà hai vợ chồng cưới nhau thì anh cũng làm kiểu cũng ổn định. Xong rồi cái là tiền ông cho em để nuôi con rồi này kia, rồi ăn uống là ông cho thì em đã dành lại, thì mà lúc đó là cái vốn của em là có 2 triệu ạ. Em làm thì nói chung cũng kiên trì, em không có nghĩ là mình kiểu mình làm nó sẽ phát, mà em chỉ nghĩ là con em á, em đi làm em thấy nhiều người xin nghỉ khó quá, con đều xin nghỉ khó, cho nên là em mới ráng em ở nhà em lo cho con. Nhưng mà em nghĩ là ở hiện em làm nó chạy, em kiên trì sẵn rồi em làm nó lên tự nghĩ tự đồng em cũng do mình kiểu mình cố gắng mình kiên trì, mình không bỏ cuộc á. Dạ tôi thương là do kiểu nhà một mẫu ruộng nhiều ruộng một mình mẹ làm hết. Giờ rồi hàng hóa thì em ốm yếu nhỏ, con mẹ cũng chở đi hàng gì mẹ cũng chở gì mà em bán được rồi mẹ cũng chở đi giao. Trời ơi, vậy đó hả? Nên là kiểu nhiều khi mình không có nói chuyện với mẹ nhiều mấy cái chuyện em. Anh biết từ đó mẹ xuống tới với bên chị quân dân mẹ chở cục hàng to như kia này một lần hai cục kia mà ráng chở. Chở từ đó mà chở về nhà cho con dâu nó bán. Xong mà đâu có tiền đâu, vốn liếng có 10 triệu bạc vậy cái mua hàng đâu rồi vớ cái nó ra biểu gỡ tiền ra, cái gỡ tiền ra cái nó lấy mẹ nó không gỡ cái hàng khi khô gì hết. Rồi cái cứ nó kêu nó chuyển hàng nào chuyển đâu chuyển tách nhỏ chờ hoài chờ quý nên mới lấy tiền mắc nó đâu có chuyển hàng vô. Có 10 triệu bạc hai tránh tay đâu có, bắt đầu em phải lấy số đi đi dây 20 triệu về từ 20 triệu tới nay là mới làm anh nên nhà nên cửa thấy. Em đầu tiên ra buôn má. Xong bắt đầu là em lấy có 15 bộ đồ mà em lên em live stream là cứ 15 bộ đó em quăng que quăng lại. Live stream là hồi đó là chỉ có 4 người, 5 người cũng ráng đứng em live. Xong rồi kiểu như mình trong cái lúc mà mình làm á, bom hàng nhiều quá, nhiều khi em không ăn luôn, em bỏ ăn luôn. Cái năm đầu tiên em làm được có dồn vốn kiểu mà mình cầm được trong tay là 10 triệu. Xong em lo nhà cửa, xong rồi cái là chồng em cho em bù thêm, bù vô là cũng 10 triệu đó để lấy hàng. Là em lấy lại bị lừa. Em bị lừa đó là gì nha. Nói chung là trong khi là anh buổi sáng là đã dặn rộng là coi chừng bị lừa, tại vì em kiểu tin ngờ, em kiểu em làm ăn em cũng muốn liều, cho nên là em làm luôn. Là chiều đó giờ là bị lừa xong là cái ở nhà là có cái giường á, em làm dài cái giường á, họ ai que ai lại em cũng không quan tâm luôn. Kiểu như lúc đó là cái số tiền nó lớn với em á, cái ba mẹ ngồi sẽ mẹ kêu thấu cổ đi thiệt ngồi chứ cũng không có lẽ gì hết. Tôi thấu con ráng làm lại cổ đi thiệt ngồi. Nhưng mà anh cầm sổ cầm đất để đưa tiền cho con thì con có sợ không? Về ngân hàng thì đó cầm tiền cầm cái sổ ngân hàng đó. Con có sợ khi tiền mẹ chồng đưa như vậy mình? Dạ không, kiểu con làm gì con cũng tự tin. Đó cái lúc mà con mất ngã kiểu con bị nhiều khi mình lúc mình bán được á rồi bị mất nít mất phay là phải làm lại từ đầu á. Con cũng không có sợ. Nhưng con chỉ buồn đúng một buổi tối đó là con buồn thôi, còn anh an ủi xong là sáng dậy là con làm lại. Con nhập Facebook khác con làm lại. Con lúc nào con cũng tự tin, tại vì mình đã từ 2 triệu mà mình làm được thì chắc chắn là mình đã có kinh nghiệm rồi. Cho nên là con cố gắng con làm. Nếu mà làm không được thì con cố gắng càng ngày càng đêm là sẽ được. Nhưng mà lúc đó là mình có chia sẻ với mẹ không? Mà mẹ biết mẹ cầm cái sổ nhà. Chia sẻ thì cũng không phải, tại vì lúc đó em mới về làm dâu. Rồi em làm ăn thì tới bây giờ em mới bắt đầu trưởng thành nhiều hơn để em nói chuyện với mẹ nhiều. Còn ở lúc đó thì chị nói là cái lúc đó là nói chung cũng gặp phước là vừa cái chuyện đó xong là quen ngày sau là có bà cô ở bên nước ngoài á đặt số hàng cho nên là mình cũng vực dậy tinh thần, xong mới nói với mẹ là bây giờ không có vốn. Xong là mẹ là ở bên phụ nữ là kiểu nói với mẹ rồi có cái đang có cái chương trình dây vốn là mẹ dây cho em. Ủa dây cũng sợ mất nè hả? Sợ không sợ mất, ví dụ như con có nó trả mình trả. Do nhà mình nhà em cũng đưa bò rồi nữa mà đâu có sợ đâu. Giờ dây cho con nó buôn bán, miễn làm buôn bán được mình cũng mừng vậy, nó có mình cũng mừng, còn nó không có mình cũng phải nuôi em vậy đâu sợ đâu. Nhà kiểu như là hai bên gia đình đều nghèo á, cho nên bây giờ mà nó có mất tay trắng thì cũng còn cũng nghèo lại như xưa, nói chung cũng quen á, kiểu mà nghèo cũng quen á. Trời biết cưng không, tức là có nghèo cũng trở về ngày xưa thôi. Vậy cũng vậy giờ. Không có cái gì không có gì để mất á. Không được thì em đi may bình thường, nhà cô cũng có rồi thì anh cũng có công việc ổn định rồi, nói chung mà cũng không sợ gì hết. À. Nhưng mà sau lúc ngày lúc mình mới về á, mình ít chia sẻ với mẹ quá vậy. Nói chung hai mẹ con nói chuyện qua cười giỡn, nói chuyện vui không mà chị. Còn mình cái tánh lúc đó không có phải là mở lòng nhiều mà mình ăn nói nó cũng không phải là lưu lót á chị. Nhà tối bây giờ thì em có, nhưng bây giờ mấy năm nay là vẫn nói chuyện với ba mẹ là ba mẹ
kiểu muốn ba mẹ đi cho nhiều hơn, muốn ba mẹ là đừng có suy nghĩ nhiều, nhiều khi chuyện gia đình đồ á là em vẫn nói. Nhưng mà hồi trước đó là kiểu mình mới 21-22 tuổi rồi, nhưng lúc đó mình còn nhỏ quá, mình không có biết cách ăn nói mà. Nó làm gì cho mẹ chồng giận không? Có cho có một lần là vợ chồng mình đi làm rồi giấy chỉ về chứ xá về bộ rồi giấy mà anh nghĩ tới một mẩu ruộng mà đi làm đi cách đi hái một bao lúa mà tôi ôm tôi đi quảng trường á, tôi ôm mình không tôi đi phơi lúa rồi tôi ôm quảng trường mà về mình làm về nó mệt rồi mình đi làm về nó mệt, tôi thấy con nó bề bộn nó bán online rồi nó bề bộn rồi giấy gì ấy mà nó sao không dọn dẹp rồi giá cái rồi mình điều không la mấy cái mà điều mình nói vậy rồi buồn rồi giấy chỉ biết cái tàu với giấy đầu chỉ chiến đấu rồi mẹ con nói chuyện chứ không nói chuyện vậy. Chứ không có buồn lâu đâu, chút lát kìa, tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ vậy, chứ không có buồn lâu. Rồi cái lúc nói chung cũng có một lần là nói là con cũng là anh họ, tại vì đa số là bạn của em đều bán hàng online á, cho nên là điều chung một cái hoàn cảnh là nhiều khi mình bán hàng online mình cầm cái điện thoại á, là chỉ sợ mẹ chồng nghĩ là mình cầm mình cao thôi, chứ không phải là bán hàng online. Đúng rồi, có mà nhiều người nghĩ vậy. Nhiều khi mẹ đi làm nhiều mệt thì mẹ le, thì nếu mà le nhiều quá thì mình kiểu mình ức xúc là mẹ không hiểu mình. Thì cũng nói là con cũng làm mà kiểu như nói lại thì tối đó cũng lên xin lỗi nghĩa là bình thường lại. Là lúc đó là lần đầu tiên như làm dâu là lần đầu tiên là xin lỗi mẹ, tối bây giờ là hai mẹ con không có gì nữa. Một lần lại cho mấy ngày sáu đêm nào anh à, không có gì nữa. Còn vậy có giờ mình gọi là mâu thuẫn với nhau về chăm con cái không? Thì bà chăm mình đâu có chăm đâu, nhiều khi chăm không đúng mình mà có nào mình nói bà không? Ví dụ như cái gì đó là con nhà mẹ chỉ làm, nhưng mà nhiều khi ví dụ như con gái nhà con nó lời đó nó quậy á, nhiều khi bị le nặng nó cái nó bị giật mình, thế xong con mình nghe con thấy con cái kiểu nó giật mình á, cho nên là để mình nghe kiểu im dẫn nó về phòng, xong rồi quay này tên lại vô nói mẹ, quay bên nói mẹ là mẹ kiểu le nhảy là nó bị giật cái mình á, cái mình nói cái gì mình nói nhã nhị là nó sẽ hiểu nó sẽ nghe, mình le quá nó giật mình. Thì ra lúc đó là mẹ tức giận á, mẹ nạt nộ vậy thôi chứ còn xong rồi mẹ kêu á là đầu không có le nữa như vậy á chứ đầu xưa cũng bình thường à. Và cái con bé nhà em nó lì lém cho con nó quậy lém chiều leo không à, chứ nó không phải như bé khác mà nó cho búp bê đồ ngồi trên ghế không còn bình thường đâu, là sẽ leo lên cái bậc tam cấp nó không đi bậc tam cấp đâu anh, mà phía bên nhà nọ nhà nội mà nó đi phía ngoài á, đi ngoài cái lan can á, nó tuột xuống, nó không đi ở trong đâu con, qua nhảy á, té không cô, không té cho mà nó trao vậy mình sợ. Ba bốn tuổi là nó đã leo cầu thang lên là bắt đầu làm cái dây thun cột làm dập, là nó quản được cái mấy ngày bữa sau nó làm mình lại. Trời ơi. Tức là giữa mẹ chồng nàng dâu là có gì nói với nhau biết hiểu nhau, mình không có những mâu thuẫn gì lớn lắm, đúng không? Mẹ chồng yêu thương con dâu nhất điều gì? Yêu thương là ví dụ như ngày lễ, ngày Tết rồi vậy là nó tặng quà. Lễ mùng 8 rồi 20 tháng 10 rồi vậy là tặng quà. Rồi mùng 1 tháng 1 là sinh nhật, là tổ chức hai con dâu với một con gái. Tổ chức sinh nhật nhưng mà điều hai năm nay là do dịch bệnh rồi á. Với bán hàng rồi phải nó thâu con. Bán cũng có tiền cho mấy năm trước thì có hết. Nói có chung có cho mà hai năm nay do bán hàng rồi cũng ít quá con à. Để nó thâu. Để rồi qua năm khác, nhờ trà qua năm tấu nữa. Nói vậy. Thương cái điều đó đó. Nhớ thì mẹ chồng nồng tặng quà hết. Còn ngược lại con dâu thì con thương mẹ chồng điều gì nhất? Thương mẹ là... Mỹ làm hết. Mỹ làm hết mà. Em nói với anh là làm hết. Làm tặc các đồng hoàng hết, không về quần áo hay nè, nó có uống nước cái gì tôi cũng làm hết. Tôi nói giờ tôi còn mạnh giỏi là tôi làm. Chừng mai mốt mà tôi già yếu tôi làm nấu rồi nuôi lại tôi. Có cái gì con xúc động với mẹ chồng nhất mà con nhớ? Con đeo bệnh đó, người ta kêu hái cây cẩm mật hả chú? Về cho con uống, để cho nó mát người nó bị. Là mẹ chở con đi, xong là đi dọc đường mưa mà. Là thấy là dừng xuống xe. Hái hỏi luôn. Hái tao lúc mà không còn là hái luôn. Là đi cái đường nào mà thấy là dừng xe lại. Hái gì rồi, pha rồi, xét nước rồi cho con uống. Rồi cái lúc mà Thủy sinh em bé đó, mẹ chăm sóc mình như thế nào? Thì lúc đó là kiểu như là mẹ ruột, bình thường là biết đầu tiên là chỉ như mẹ ruột mà mẹ ruột em thì cũng muốn là nuôi cháu tới 6 tháng tại cháu ngoại á, là cũng muốn nuôi cháu tới 6 tháng mà tại lúc đó là nó bị đau á, bị tiêu chảy rồi chị, là đi bệnh viện á, là nên bệnh viện như là tầm 3 tháng đó là giờ đây là bên nậu kêu với chồng em nói là tao đợi về trống cho mẹ chăm, nên là lúc đó là 3 tháng là em đã bắt đầu lập nghiệp rồi, em về trong đó là mẹ chăm là
bắt đầu làm tá hạ lại. Nhưng mà cái lúc mình mang bầu đó, là cái lúc mình sanh đó, mẹ chồng có ở bên cạnh mình không? Dạ có. Nói chung là đa phần là mẹ có vô bệnh viện chăm cả cháu cả con dâu luôn. Dạ, ví dụ như em chăm con em thì mẹ vô là cơm nước rồi trưa rồi vậy, là đem cơm rồi vậy ở lại. Tối là mẹ cho nó ngủ ở trong bệnh viện rồi luôn, hai mẹ con ở với cháu luôn. Ví dụ như ăn uống rồi bầu bì rồi vậy, là nhiều khi đó là ở nhà là ăn cá ăn tôm không, tại lúc đó là cái lúc đó là em chưa có làm được lúc ở nhà còn khổ. Cho nên là ở nhà là ăn cá ăn mắm rồi vậy, là mẹ làm riêng cho em chảo thịt với chảo tôm ăn riêng. Thương con giàu quá. Là ở nhà là ba hay là hai anh rồi là ăn cá ăn mắm, còn riêng mình em là được cái chảo tôm với chảo thịt đó. Vậy. Có bao giờ mà mẹ tặng cho mình món quà nào mà mình cảm thấy mình xúc động, mình nhớ không? Quà thì em chỉ nghĩ là mẹ lo chăm cháu hồi này kia cho em, là em cảm thấy là lớn rồi. Rồi mẹ kiểu như là mẹ nhiều khi ba mẹ đừng có suy nghĩ cho cái ba luôn. Ba em hãy suy nghĩ như vậy là em mừng rồi. Còn quà thì giờ em có sức lao động thì em làm, em tặng quà cho mẹ chứ. Mẹ làm cho em nhiều lắm. Đó là món quà của mẹ đúng không? Có bao giờ đó là mẹ chồng thấy con dâu làm quá như vậy nó ảnh hưởng đến cái việc sinh nở, rồi có khi nào tâm sự với con dâu điều đó không? Có chứ anh. Ví dụ nó làm nó bỏ ăn, nó không ăn anh, nó kêu ăn mập, nó chịu ăn cơm la luôn, từng bữa nay cứ la luôn nghe, nó không chịu ăn cơm, nó cứ nhịn đói rồi nó đâu chịu ăn đâu, rồi nó giảm xuống sức con sao rồi yếu rồi đeo nó bệnh, anh em chỗ này khổ nữa la luôn chứ không la nè anh. Nó ít ăn lắm, nó không ăn, nó cứ nó kêu sợ ăn, nó ấy ra, nó đâu chịu ăn đâu, cứ la luôn nhỉ. Chính thằng ba nó cũng la luôn nhỉ. Sinh con rồi bây giờ nó thiệt, sinh đứa đây được 6 tuổi rồi, bây giờ cứ sinh 6 tuổi cũng bị lớn rồi, bây giờ cứ sinh ra, bây giờ cứ chưa có thai ấy là nó bị hư có thai, nó bị hư hai là thai rồi. Trời ơi, này không được. Tại má đây má bị hư thai cho nên là em bị phì á. Thì cái lúc mà thai yếu là ở nhà mẹ nấu nướng rồi bổ xong một kiểu giữ không được á, là xong rồi là em bị phì ra. Mà nếu mà em bán hàng lại cho em á chị, đồ mà 86 người ta cũng ít có mua á. Nên là em phải giảm cân á. Trời ơi. Vậy anh Quỳnh Linh biết sao nó bị hư thai là ở trong này sao chứ ngoài đó là con biết sao mình nèm mà rồi phải hút thuốc rồi uống rồi á. Tôi hút thuốc bắt cái này uống vô nó thấm đô nữa. Cái nó phì mập ra, à. Nó mập ra. Thành ra chỉ thấy mập vậy bận đồ không được, lấy tim không được á, chị mới nhịn. Nhịn ăn từng bữa nên mới nhịn ăn. Cứ sợ mà ấy sợ nó nhịn ăn rồi nó đeo nó bệnh nó nèm xuống rồi. Anh biết đeo bệnh là tôi nuôi tôi trông cha nó, con nó đeo là tôi sợ lắm. Thở xì được nha, cứ đi lên đi xuống bệnh viện nuôi xong đi lên đi xuống ngày nào đi 4 năm vòng, mà từ ở mình đấy mà đi xuống Quy Nhơn anh cũng biết chứ mười mấy cây số chứ hồi ít này, mà nó đeo nó bệnh là sợ lắm, nhất cái con bé nhỏ lên nó đeo bệnh là sợ lắm, mà khá đỡ 2 năm nay rồi nó qua cái chuông mà sao nó hết đau rồi. Bây giờ sợ là tao con đây cho nó nhịn ăn là sợ nó đeo bệnh nó nằm xuống rồi cũng tôi đi nữa chứ ai đi cho chị vào đó chứ đâu có biết thở xì đâu. Cũng mẹ thế thì cũng mẹ hết rồi, mẹ đi lên đi xuống rồi chồng nó đi làm mẹ đi nuôi, thành cứ la mấy từ bữa nay la cứ ăn vô mà không chịu ăn cứ nhịn. Nhưng mà cô lo bệnh cho cháu rồi con dâu rồi, có bao giờ cô ngã bệnh không? Có, nên giờ đầu bị Covid á, rồi hai vợ chồng anh mới lo lại chứ. Đám cửa nhốt buồn luôn, đâu cho ra ngoài đâu, rồi đi mua nước dừa, mua đồ, mua thuốc, mua đủ thứ về cô uống phải nuôi lại chứ. Mình đeo mà ăn nấu thì em nấu cháo. Nấu cháo. Dạ. Rồi em đánh, em kiểu xếp xếp buổi chiều giờ nấu cháo. Thật ra cũng vì mưu sinh mà đôi khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe đó con. Con thật ra khi mà chú người ngoài chú nghe chú cũng xót nữa, mình nhịn ăn nhịn uống để cho nó ốm để mặc đồ cho nó đẹp để bán người ta mua, mà mình bị về sức khỏe như thế thì nó không có tốt. Cố gắng cân bằng được không con? Cái lúc mà mập đó nhiều khi tại vì mình bán đồ trung niên cho nên là trung niên thì cũng không sao. Nhưng mà lên livestream xong cái ra ngoài nhiều người nói nhân viên đó, kiểu trời sao con chú mày ở đây cái bụng nhìn nó bự sao đi nó mập nó phờ, mình bị tự ti nữa. Sau rồi mình tự coi lại thì mình thấy là mặc đồ nó không có đẹp. Mình sợ là người ta cũng không có chút đơn nữa. Vậy con chuyển qua bán đồ cho mẹ con đi. Bán đồ cho mẹ nè, con bán đồ trung niên á. Đồ trung niên đăng bí đồ anh. Mặc đồ bự bự chứ đâu sao đâu. Toàn bự bự nhưng mà mình phải bóp lại để cho vừa cái người chứ mặc phình ra người ta đâu có thấy cái mẫu dáng ra sao đâu. Nhưng mà ai nói ra nói vào là hàng xóm xung quanh mình đó hả? Người ta coi livestream á. Ta comment. Người ta nói với nhân viên em thì em đi chơi tụi nó nói lại vậy đó hả? Trời ơi. Nói vậy cô có bực không? Thì ta chê con dâu mình á bụng phệ rồi mập này kia. Em bình thường nó không buồn gì chứ mà điều nó nghĩ vậy đây rồi nó cứ nó giảm eo nó không chịu ăn ấy. Không chịu ăn mình sợ bệnh chứ, sợ đeo bệnh nó nèm xuống. Mình
mấy năm nay là kiểu con cũng biết chăm sóc cho bản thân rồi. Tại vì mấy năm trước làm kiểu như không được, xong bắt đầu mình ham làm nhiều mà được á. Dạ. Mình kiểu mình suy nghĩ cho gia đình, cho ba mẹ hai bên, xong bắt đầu mình ráng mình làm không có ăn không ngủ, đúng là chính xác cái thời gian đó là không ăn không ngủ gì luôn. Là sáng làm xong rồi tới 1-2 giờ đêm mới đi ngủ luôn. Đó là lúc đó là con làm nhiều nhất. Còn bây giờ là con đã biết là ví dụ ngày nào con làm không được là con không có ráng. Là con nghĩ ngon, cho nên là dạ. Nhiều khi giảm cân cũng không, hồi đó máu sinh em bé cũng đâu cần giảm cân đâu, tại con nhào đầu vô con làm là nó ốm liền. Ốm liền dạ. Còn bây giờ là kiểu mình cũng biết cho thư thẻ bản thân rồi, cho nên là nó không có ốm dở như vậy. Nhiều khi con phải nhìn ăn. Thật ra thì giờ cũng còn có hai mẹ con thôi, hiểu nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Mẹ con thương con thì điều đó, nên cũng cân bằng cái cuộc sống lại. Rồi cố gắng là sao mà có đứa con nữa cho nó vui. Bởi vì đứa con gái, đứa nữa cho hai chị em nó vui ha. Chứ mình làm sức khỏe con nhỏ, con càng ốm nữa mẹ con càng xót nữa. Ngược lại thì mẹ con cũng vậy. Nếu mà con ốm thì mẹ con cũng rất là buồn, thậm chí hai người bệnh luôn nữa. Hai người phụ nữ trụ cột trong gia đình mà, đúng không? Đúng không? Cũng không phải, tại vì là nhà kiểu như nhà con á chú, thấy con bán hàng online á là cứ nghĩ là con trụ cột, chứ còn thì chắc ra là chồng con làm cũng được. Dạ. Cho nên là kiểu nhiều người nó cứ nói ra nói vô là nhờ con, nhưng mà thì chắc ra là những cái lúc mà dịch đó con bán không được hay là tiền thuế đóng rồi là lúc đó là anh bung ra hết cho con. Như hai vợ chồng mình có bao giờ mà xích mích mà phải nhờ tới sự can thiệp của mẹ chưa? Cũng có, là lúc đó là cũng có lúc kình xong cái là em kình luôn hả? Kình luôn. Kình là sao ta? Cãi nhau. Như sao gọi là kình? Tiếng địa phương người ta vậy. Là, em gói đồ nhỏ đi. Đúng rồi. Vậy đó. Vậy xong cái là mẹ mới gọi nó là bây giờ không có gì ở nè. Mẹ đóng cửa là từ giờ đừng có gì nữa. Nó là em mới nghĩ là bây giờ còn hàng hóa đó rồi còn dạ. Con em nữa. Thôi em mặc dạy em đi giờ. Mẹ đóng mặc dạy em đi giờ là em vô nó là con gì rồi. Mẹ nói là mẹ kêu là cái nhà đây không phải là nhà của chồng con nó không có quyền đuổi con. Là trong khi nào mà ba mẹ đuổi con á con mới được đi. Là dừng từ cái câu nói đó là giờ ổng mà cả chồng em đuổi em đi á là em nói nhà đây đâu phải của mấy người đâu. Tại lúc đó là nhiều khi mình cũng ngang á chị. Em là cũng cực kỳ bướng luôn, em là kiểu như cứ tự làm chủ bản thân của mình, nhiều khi mình sai á mình cũng tự mình bướng lại luôn. Cho nên nhiều khi ổng cũng bất lực với em lắm. Rồi kiểu ổng biết tính mình là mình giận hay mình làm gì đó là quay 2-3 ngày sau là ổn định á. Là cái lúc đó là ông cũng bực, tại vì kêu nhiều khi mình bướng quá thì ông bực khẽ luôn, nghĩa là đi luôn. Nên là mẹ nó kêu gì ạ? Như vậy là mẹ thương lắm đó. Thật ra là hai người phụ nữ thì rất là yêu thương nhau, cũng ở gần gũi nhau nên cũng dễ chia sẻ với tất cả mọi thứ. Vấn đề là giờ hai người cố gắng giữ gìn sức khỏe thôi. Thường thì mẹ con cãi nhau thì mẹ con binh con hay là binh chồng con? Binh con. Tại vì ông chồng ông cũng mạnh mẽ lắm, ông cũng le làng le xóm lắm. Kiểu như ông chồng con á là tính ảnh á là nam nhi mà nói chuyện nói anh to nói lớn vậy á. Ông cũng mạnh mẽ lắm, còn con thì nhỏ con hơn cho nên là mẹ bên con nhiều hơn. Đúng rồi. Chứ lại con với mẹ thì kiểu con hay chở mẹ đi siêu thị hay chở mẹ với con đi chơi rồi vậy đó. Kiểu thân thiết mẹ hơn. Bên con nhiều hơn. Coi cô, từ ngày đầu mới về làm dâu đó cho đến bây giờ thì cô thấy Thủy có thay đổi điều gì không cô? Thấy tính tình Thủy nó bình thường vậy, cũng giỏi về, cũng hiền, cũng tạo lẽ cái đó gì đâu con. Cô có muốn Thủy thay đổi điều gì nữa không? Chứ bây giờ thì cái anh Hiến Lập bây giờ nói với con là bây giờ nhất số 1 là nghe cho cái phòng trang điểm dọn dẹp cho nó gọn chút. Cái trang điểm nó dàn đồ ra anh. Cái lúc mà em làm là chị là kiểu như 5 giờ sáng em dậy rồi. Em dậy 5 giờ sáng em vẫn làm không kịp. Em dậy 5 giờ sáng em tập thể dục, em nhặt đồ. Xong cái là em bắt đầu em thoa đồ này kia rồi bếp phòng cái là bắt đầu vô ngồi trang điểm. Em ngồi trang điểm xong là tối cái giờ em live stream em quay người ta. Quay ngà đây. Em đi live stream, em đi live stream phải cho đúng giờ. Dạ. Yeah. Dạ, là em quay đỡ luôn. Đó là nhiều khi mẹ vô là mình thấy mẹ dục. Mà đó cũng vì gọi là công việc thôi. Nếu mà nó rảnh thì chắc là cũng dọn. Vừa thì con đúng là vừa thiệt. Tại vì nhiều khi mình mua hàng online gì á, con cắt, con coi đá xong bỏ bì ở đâu đó luôn. Tại chỗ đó luôn, nói từ từ xuống máy sau là con đem đồ lên trên ở dưới mẹ thấy là mẹ dọn. Coi như nó làm gì mình người sao là gọi là giải quyết hậu quả hết hả? Giải quyết liền. Nó dọn nó bỏ lên đi lên là nhưng mình mà dọn ngoài cũng bực cô hả? Dọn ngoài. Dọn ngoài. Bây giờ nó cũng quen lắm rồi con. Quen luôn hả con? Quen luôn à. Ngày dọn mấy lần lận? Dọn biết sao.
với cái mua online tôi đã mua nhiều lắm con à. Bây giờ là ý là giờ nói con là bớt mua lại quần áo, coi anh Quyền lên Duyên Lập biết là quần áo nhiều lắm mà không bận đâu có bận đâu, mua về đi đám cưới mà đâu có bạn không chịu bạn cứ đỡ ở đây mà mua cho sao bó tùm lum là ngay nè, em ở nhà là em cứ nhận đơn hả ai con thấy ai con xinh 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 à, à xinh xinh yeah. Thấy á à, thấy em nhận luôn nghe khi mua về mặc mặc nữa nó bán sao không, con cũng không có bán là con bán là chị mà tại vì hồi cái lúc mà con chưa có tiền á yeah. Cái lúc đó là làm là chủ yếu cho gia đình thôi yeah. Khi nào mà con kiểu như làm đủ cái đủ sức của mình cảm thấy là vừa cái sức lực của mình rồi gia đình lo hết rồi ba mẹ xong xuôi hết rồi thì bắt đầu làm kiểu như mình lo bản thân mình stress đồ là mình chỉ chọn cách mua hàng online nhiều khi em cũng có nói em cũng quay TikTok em cũng có nói là nhiều khi người ta chủ shop khác người ta đi du lịch thì mình chỉ lấy 1/2 cái tiền đó để mình mua hàng online thôi yeah. Mình là tự thưởng cho bản thân mình đúng không dạ mà cái tủ đồ cái phần đồ của con á là kiểu như là mấy năm ví dụ mình mua 2 năm trước mình gộp lại chứ không phải là 1 năm mình mua nhiều như vậy á thì con mua không có mặt mà con đỡ đó thì còn máu thì con tiêu lên đỡ đó vậy làm thành phần đồ luôn nên nhiều khi mẹ thấy nhiều quá chứ thiệt ra là nhiều khi mình cảm thấy đủ khả năng của mình là táo đó ok là mình mua còn lúc mà những cái lúc dịch là 1 năm không đụng táo luôn chỉ có mua là mua cho con thôi còn không bao giờ con mua nói chung là con tự hiểu là con có làm được hay không lúc mà dịch đó là con không làm được đó là con không có mua hàng online luôn dâu nó cũng bằng lĩnh đó ha thật ra là con dâu này cũng biết suy nghĩ và cũng năng động cũng chịu khó làm ăn nó không lo cho con cho chồng lo gia đình xong nó mới lo cho nó nhưng mà lo cũng không phải là ngoài cái tầm tay của mình đúng không không phải là mua đụng đâu mua đó mua tùm lum hết cũng tốt hôm nay con có muốn nói gì với mẹ muốn thì có một đợt là kiểu như là ở bên hàng xóm nói này nói kia con làm kiểu gì mẹ tức vì người ta nói nhiều quá ta nói nhiều lần quá là mẹ đã dồn nén rồi cái lúc đó là con đi ra quê xóm chào là cái cô đó của kiểu cô nó mất mình kiểu nói với người ta mà kiểu mất mình à thì mình biết mình gì mình buồn thì mẹ ra mẹ hả tay đau luôn kiểu như cãi à cãi tay đau luôn kiểu mẹ rất là binh á kiểu như là bây giờ có đi ra ngoài cỡ nào đi chăng nữa mà ai nói gì á mà kiểu như là mình cảm thấy mình đúng á mình không có sợ kiểu ba mẹ nói vậy á cảm thấy mình đúng mình không có sợ ai hết cho nên kiểu như là ba mẹ bên mình nhiều lắm cho nên là cũng cảm ơn ba mẹ rất là nhiều như là em muốn là kiểu như là con đã lo hết cho gia đình mình rồi cái gì từ cái lúc mà ba mẹ có sửa ra nhà bếp rồi này kia gì đó là ba mẹ mượn tiền mà đưa tiền thì đưa coi nhưng mà cũng không có lấy kiểu ba trả tiền cái lúc mà cầm tiền của ba kiểu cầm tiền của ba xong bị ướt nước mắt á kiểu con mà con cho ba mượn rồi lấy tiền lại á cho nên là kiểu con lấy cho ba ví dụ như ba 15 triệu thì con lấy ba đưa 10 triệu trước vậy là con nói là thôi vậy thôi còn nhiêu tiền lại là ba đừng có đưa con nữa như vậy á thì con nhà cửa con đã lo rồi thì ba mẹ đừng có suy nghĩ gì mấy chuyện ngoài lề kiểu ba mẹ con hay suy nghĩ nhiều khi chuyện gia đình chồng con nói là gần đây ba mẹ kiểu già hơn chắc ba bằng nhiều hơn kiểu vậy thì cũng muốn ba mẹ kiểu lớn tuổi rồi ai mặc ai mình ráng mình suy nghĩ cho bản thân của mình. Dâu nói đúng đó chị. Bây giờ mình lo cho mình đi ha. Mình có sức khỏe con dâu nó đỡ lo hơn rất là nhiều. Đấy. Thấy cặp này thương yêu nhau quá đầu đất luôn hả? Con dâu thì nghĩ cho mẹ nhưng mà chắc chắn mẹ thì sợ con cái cực phải không cô? Nhiều khi đó cái những cái việc mà em nói ra nhưng mà nghĩ là mẹ thì không thích. Nhưng mà